Mến chào các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Lê Phương. Cô là thành viên của tổ nghiệp vụ bộ môn ngữ văn trung học cơ sở thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên. Ở bài giảng trước, các em đã được cô giáo ôn tập những bài thơ về người lính. Các em đã được đến với một giai đoạn hào hùng trong lịch sử của dân tộc, cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các em cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp, hào hoa mà tráng lệ của những người lính. Hôm nay, cô sẽ cùng các em ôn tập tiếp hai văn bản Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận và Ánh trăng của Nguyễn Duy. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản Đoàn thuyền đánh cá. Cô cũng đã từng chia sẻ với các bạn về ôn tập văn bản Đoàn thuyền đánh cá. Và các bạn ấy nói với cô rằng, cô ơi, văn bản Đoàn thuyền đánh cá khi ôn tập, em sợ lắm, em ngại lắm và em không thích nó một chút nào. Các em ạ, mỗi văn bản đều có một vẻ đẹp riêng. Và quan trọng là các em có tìm được con đường để khám phá vẻ đẹp của nó hay không. Đó là việc cô muốn đề cập đến. Mỗi chúng ta phải có phương pháp học hiệu quả. Và phương pháp học này chính là thái độ tích cực mà các em cần phải có khi tiếp xúc văn bản. Nữa, đó là việc mà các em phải hiểu được đặc trưng của thể loại. Kế tiếp, khi ôn tập, các em cũng cần phải xác định được những nội dung cần ghi nhớ. Và trong những nội dung ấy, có một điều hết sức quan trọng. Đó là các em cũng phải xác định được những nội dung trọng tâm. Vậy một câu hỏi được đặt ra là bài Đoàn thuyền đánh cá này, chúng ta sẽ nhớ những nội dung trọng tâm nào? Nội dung đầu tiên trọng tâm mà cô muốn nhắc các em là chúng ta phải nắm được những nét nổi bật về tác giả. Và trước khi ôn tập, các em ạ, cô muốn các em hãy mở cuốn sách giáo khoa ra, hãy chuẩn bị một quyển vở ghi và cây bút nữa. Chúng ta sẽ cùng ghi chép những nội dung cơ bản trong bài giảng. Phần đầu tiên của văn bản Đoàn thuyền đánh cá, cô muốn các em cùng nhớ lại những nét nổi bật về tác giả. Và các em thấy không, trong sách giáo khoa các em vừa mở ra ấy, đã có tương đối đầy đủ các thông tin về tác giả Huy Cận. Ở phần này, cô chỉ muốn nhắc các em một số những nội dung cần nhớ. Huy Cận, ông vốn là nhà thơ nổi tiếng từ phong trào thơ mới và ông cũng được coi là nhà thơ tiêu biểu của thơ hiện đại Việt Nam từ sau năm 1945. Thơ của Huy Cận trước cách mạng tháng 8 thường viết về thiên nhiên, vũ trụ rộng lớn với nỗi sầu nhân thế. Nhưng sau cách mạng, hồn thơ của Huy Cận đã thay đổi hẳn, viết về thiên nhiên vũ trụ nhưng dạt dào niềm vui về ngày mới, thời đại mới, tin yêu cuộc sống. Sau phần tác giả, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tác phẩm. Theo các em, trong phần tác phẩm này thì chúng ta sẽ có những nội dung nào là quan trọng nhất? Hẳn sẽ có bạn trả lời với cô rằng, cô ơi, chắc chắn đó là hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ. Cô đồng ý. Hoàn cảnh sáng tác là một yếu tố ảnh hưởng đến tác phẩm, các em ạ. Khi khai thác một tác phẩm, chúng ta cần thấy được yếu tố của thời đại trong tác phẩm. Và chúng ta cũng có thể cảm nhận được những cảm hứng sáng tác của tác giả sẽ ảnh hưởng bởi thời đại. Với bài thơ này, chắc chắn các em hãy nhớ cho cô mốc thời gian sáng tác vào năm 1958. Khi ấy, Huy Cận có chuyến đi thực tế ở vùng Mọ, Quảng Ninh. Và ông đã chứng kiến cuộc sống mới, ông đã chứng kiến niềm vui của người lao động. Bài thơ này là kết quả của chuyến đi công tác dài ngày ấy. Bài thơ được in trong tập Trời mỗi ngày lại sáng. Nội dung trọng tâm kế tiếp của văn bản
cô muốn các em hãy nhớ đến những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Các em thân mến, bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá có một cấu trúc tương đối hoàn chỉnh. Cả bài thơ là hành trình của một chuyến đi. Ra khơi, đánh cá và trở về. Và hôm nay cô cùng các em hãy điểm lại những nội dung chính trong từng cảnh sắc một. Với cảnh đầu tiên, cảnh ra khơi. Các em còn nhớ những câu thơ của bài này không? Cô sẽ cùng các em đọc lại nhé. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Hát rằng cá bạc biển đông lặng, cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Ở trong cảnh ra khơi này thì các em hãy nhớ cho cô hai nội dung trọng tâm. Nội dung trọng tâm thứ nhất đó là bức tranh biển chiều lộng lẫy sắc màu. Tác giả đã sử dụng cảm hứng lãng mạn bay bổng. Phép so sánh mặt trời xuống biển như hòn lửa, nhân hóa cùng với liên tưởng tưởng tượng táo bạo. Các em có tưởng tượng thấy khung cảnh mặt trời ở trên cao, lớn như hòn lửa và từ từ lặn sâu xuống lòng biển cả. Ngay lập tức, những con sóng ào đến nhốt mặt trời lại. Và cái thời khắc ấy là thời khắc mà thiên nhiên vũ trụ đi vào trạng thái nghỉ ngơi đấy các em ạ. Trong thời khắc ấy thì nội dung lớn thứ hai cô cũng muốn nhấn mạnh với các em, đó chính là vẻ đẹp của người lao động. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Và với hình ảnh thơ được tạo nên bởi liên tưởng, tưởng tượng, táo bạo, kết hợp của hai nguồn cảm hứng, lãng mạn và ngợi ca. Các em thấy đấy, một khung cảnh ra khơi thực sự là hào hùng. Người ngư dân cất cao câu hát, câu hát hòa vào trong gió và gió đẩy cánh buồm đi. Nhưng trong trí tưởng tượng táo bạo của tác giả thì tác giả lại nghĩ rằng không phải là gió mà chính là câu hát. Hình ảnh thơ đã bộc lộ rất tự nhiên vẻ đẹp của người ngư dân, hay chúng ta hiểu hình ảnh ấy tượng trưng cho vẻ đẹp của những người lao động thời đại mới. Những con người rất đỗi bình thường. Họ yêu công việc, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và họ luôn lạc quan khi đối diện với khó khăn. Chúng ta sẽ tiếp tục sang đến bốn khổ thơ tiếp. Bốn khổ thơ tác giả miêu tả cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm. Bốn khổ thơ này dài phải không các em? Và cũng lại khó nhớ nữa. Nhưng trong bốn khổ thơ này, cô muốn các em nhớ đến cho cô hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, đó là tác giả đã khắc họa vẻ đẹp của biển đêm. Các em có thấy không? Tác giả đã sử dụng các hình ảnh thơ chọn lọc. Là gió, là trăng cao, là trăng vàng chóe, là sao? Đã khắc họa ra một không gian của biển trời. Chỉ có trời, có nước. Biển đêm có vẻ đẹp, lãng mạn mà hoang sơ, vẻ đẹp kỳ thú, thách thức đối với con người. Nhưng vẻ đẹp của biển đêm còn là sự giàu có nữa. Các em có nhớ đến câu thơ nào nói về vẻ đẹp giàu có của biển đêm không? Cô gợi ý nhé. Các em hãy nhớ đến khổ thơ thứ hai. Trong đó chúng ta nhớ câu không? Cá thu biển đông như đoàn thoi. Các em thấy đấy, hình ảnh những con cá thu
bơi đi bơi lại trên biển, để lại muôn luồng sáng. Và rồi có những lúc tác giả dừng lại, quay cận cảnh hình ảnh những con cá trên biển, cá nhũ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng. Rõ ràng tác giả liệt kê, quan sát tỉ mỉ và không cần phải nói nhiều. Các em thấy không? Đó là niềm tự hào về Biển Đông giàu có. Và các em thấy đấy, khi nhắc đến biển cả, chúng ta thường nghĩ trong đầu biển rợn ngợp, hoang sơ, thậm chí sợ hãi nữa, phải không? Thế nhưng trong cái nhìn của người ngư dân, trong niềm vui của người làm chủ, thì biển cả lại giống như một bà mẹ. Biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta từ thuở nào. Biển cả là bà mẹ hiền đấy, hào phóng, bao dung, rộng lượng. Và biển cả hy sinh thầm lặng cho con người, ban tặng cho con người tất cả những gì đẹp đẽ nhất, chân quý nhất. Ra khơi đánh cá và dò tìm những mỏ cá, luồng cá. Công việc đánh cá vốn vất vả, phải không các em? Thế nhưng trong trí tưởng tượng bay bổng của Huy Cận, công việc ấy bỗng chốc hóa thành một trận chiến. Trong trận chiến này, dĩ nhiên biển cả phải là chiến trường rồi, và những tấm lưới, con thuyền là vũ khí. Còn những người ngư dân, họ hiền lành, bỗng chốc hóa thành những chiến binh dũng cảm. Họ chủ động chinh phục thiên nhiên. Ta hát bài ca gọi cá vào. Trong câu thơ ấy, các em có thấy những điệu hò, điệu lý, điểm nhịp cho công việc lao động hay không? Chính những bài hát ấy, chính niềm vui lao động đã khiến cho con người quên hết mệt mỏi. Và ở khổ thơ thứ 6 là phần thưởng cho công sức lao động của con người. Ta kéo xoăn tay trùm cá nặng, vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông. Thành quả của người lao động được lớn lao rực rỡ trong ánh bình minh, các em ạ. Khổ thơ cuối cùng là cảnh trở về. Các em, trong khổ thơ này, các em cũng vẫn nhớ cho cô có hai nội dung chính nhé. Thứ nhất, đó là bức tranh bình minh rực rỡ sắc màu. Các em còn nhớ ở trong câu thơ nào không? Chắc chắn đó là câu thơ mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Ở trong câu thơ này, chúng ta thấy một không gian đầy nắng, đầy gió, đầy sắc màu của ánh mặt trời, sắc màu huy hoàng của mắt cá nhấp nháy như chào mặt trời. Và không gian rực rỡ, tráng lệ ấy khiến cho cô và các em có phần liên tưởng đến, có lẽ đó là tương lai huy hoàng của ngày mai mà hôm nay người ngư dân đang dựng xây. Các em ạ, trong cả bài thơ, chúng ta thấy ra khơi, người ngư dân cất cao câu hát. Khi trở trên biển đêm, tiếng hát vẫn rộn vang, và khi trở về, tiếng hát vẫn theo chân người lao động. Ở đây, tác giả đã liên tưởng một khung cảnh thật bay bổng và lãng mạn, đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Và có lẽ trong cuộc chạy đua này, cô cũng đồng ý với các em, không cân sức, phải không nào? Thiên nhiên sau đêm dài đã sung sức, còn con người thì lao động mệt mỏi. Tuy nhiên, con người vẫn chấp nhận chạy đua cùng mặt trời. Và khép lại bài thơ này là sự chiến thắng của cả hai, nhưng con người đã về trước thiên nhiên một bước. Sự chiến thắng của con người cũng góp phần vào khúc tráng ca về người lao động. Vừa rồi các em thấy đấy, cô và các em cùng điểm lại những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật thông qua ba cảnh. Và với văn bản này, cô muốn lưu ý các em hãy nhớ đến về bài
bài Đoàn Thuyền Thánh Cá, nội dung chính trong bài Đoàn Thuyền Thánh Cá không chỉ là lời ngợi ca thiên nhiên, là lời ngợi ca những người lao động mới và hình ảnh những con người lao động mới ở trong bài thơ này. Họ mang những nét đẹp của thời đại, yêu lao động, có trách nhiệm, lạc quan, dũng cảm đối mặt với khó khăn. Họ tạo ra được nhiều thành quả, họ tận tâm cống hiến cho đất nước. Và hình ảnh người lao động này, các em sẽ tiếp tục được gặp lại thông qua tác phẩm Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Một điều cô chú ý với các em nữa là nét đặc sắc nhất về mặt nghệ thuật của bài thơ này chắc là nhiều đúng không? Nhưng đặc sắc ở trong bài thơ này có lẽ các em chú ý đến giọng thơ hào sảng, say mê, âm điệu khỏe khoắn, sự đan xen giữa vần bằng và vần chắc. Cũng giống như bài thơ có rất nhiều những hình ảnh thơ đẹp được tạo nên bởi liên tưởng tưởng tượng thú vị xuất hiện từ đầu đến cuối bài thơ. Hẳn các em còn nhớ đến hình ảnh mặt trời xuống biển và khép lại bài thơ là hình ảnh mặt trời đội biển. Còn nhiều hình ảnh nữa nhé, các em sẽ tiếp tục khai thác. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ôn tập một bài thơ nữa. Hẳn là các em đã đoán được bài thơ gì rồi phải không? Đúng rồi, bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Phần đầu tiên, cô và muốn các em hãy nhớ một vài nét chính về tác giả. Và cũng giống như phần trước, cô sẽ chỉ nhắc những nội dung chính thôi. Nguyễn Duy thuộc thế hệ những nhà thơ trẻ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh, Nguyễn Duy vẫn say sưa sáng tác. Thơ ông ổn định và định hình một phong cách quen thuộc mà không nhàm chán. Và thơ ông giàu chất triết lý, đậm chất tự sự. Thơ ông thiên về chiều sâu nội tâm với những trăn trở, day dứt và suy tư. Và bài thơ Ánh Trăng cũng sẽ có những đặc điểm trong phong cách sáng tác của Nguyễn Duy. Về tác phẩm, cô và các em sẽ tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ của bài thơ. Bài thơ này được sáng tác năm 1978 các em ạ. Thời điểm này, nếu như học lịch sử thì chắc chắn các em nhớ đất nước vừa thoát ra khỏi chiến tranh được 3 năm và tác giả cùng thế hệ như ông đang cũng có những sự thay đổi, không phải đối mặt với chiến tranh nữa. Nguyễn Duy thì thay đổi công tác, chính sự thay đổi trong thay đổi ấy là nguồn cảm hứng để ông sáng tác bài thơ này. Và bài thơ này được viết ở thành phố Hồ Chí Minh các em ạ. Bài thơ được in trong tập thơ Ánh Trăng và tập thơ này năm 1984 lại nhận được giải A của Hội Nhà văn Việt Nam. Một nội dung trọng tâm nữa cô muốn các em chú ý đến đó là nhan đề của bài thơ. Hẳn các em sẽ cho rằng bài thơ này có nhan đề độc đáo, Ánh Trăng. Thế nhưng nếu chúng ta thuộc bài thơ này thì các em sẽ thấy hình ảnh vầng trăng, trăng xuất hiện gần như hết bài thơ. Và trăng được nhân hóa lên đi sóng đôi với nhân vật trữ tình để gợi nhắc đến những năm tháng gian nao. Đến cuối tác phẩm thì ánh trăng mới xuất hiện và hình ảnh ánh trăng từ hình ảnh thực đã trở thành hình ảnh biểu tượng để gợi nhắc đến vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của quá khứ, vẻ đẹp của tình người và gợi nhắc đến những bài học về lối sống, cuộc đời. Nội dung trọng tâm kế tiếp cô muốn các em khắc ghi đó là mạch cảm xúc của bài thơ. Bài thơ này có dáng dấp của một câu chuyện và nó được sắp xếp theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại và lắng kết lại trong cái giật mình của tác giả để ý nghĩa biểu tượng được bay xa. Nội dung kế tiếp cô muốn các em cần nhớ đó là nét đặc sắc về nội dung. Ở trong phần nét đặc sắc nội dung này,
Cô lưu ý các em nhớ được hai nội dung chính. Nội dung chính thứ nhất, bài thơ là lời tự nhắc nhở về những năm tháng gian nao mà nghĩa tình. Và các em thấy đấy, ở trong khổ thơ thứ nhất, tác giả đã sử dụng các hình ảnh đồng, sông, bể, rừng, giọng thơ hồi tưởng. Vầng trăng đến cuối khổ thơ mới xuất hiện, được nhân hóa, vầng trăng thành tri kỷ. Vầng trăng đã gắn bó với con người trong những năm tháng ấu thơ, trong những năm tháng gian nao của chiến tranh. Trăng là hình ảnh của thiên nhiên, trăng là tuổi thơ hồn nhiên, tươi mát, trăng là tri kỷ của con người, trăng là quá khứ tròn đầy, viên mãn. Và trong khoảng thời gian này, con người sống dẫu có đối mặt với những vất vả của cuộc sống, những gian nao của chiến tranh, nhưng con người ta lại sống mộc mạc, giản dị, chân thành, không toan tính. Con người ta sống hết mình cho quê hương, tổ quốc. Và có lẽ vì thế mà tác giả, nhân vật trữ tình đã thốt nên: ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa, không bao giờ quên là sẽ mãi nhớ, là thủy chung vĩnh viễn. Nội dung tiếp theo mà cô muốn các bạn cùng nhớ đó là lời nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn, là lối sống ân tình thủy chung. Các em ạ, gian nao đi qua, đất nước được hòa bình, và trong những năm tháng này, nhân vật trữ tình không phải đối mặt với chiến tranh nữa. Anh về thành phố, anh sống có ánh điện, cửa gương, các cái hình ảnh mang ý nghĩa gợi tả một cuộc sống thay đổi. Và trong cuộc sống ấy thì điều kiện sống của con người cũng thay đổi. Dễ nên lối sống của con người cũng đổi thay vì thế. Trong những năm tháng này, trăng vẫn đến với con người. Vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Trăng đến với con người ở bất kỳ đâu, chẳng đổi thay. Thế nhưng trong cái nhìn của con người với những bộn bề lo toan trong cuộc sống, thì trăng bỗng chốc hóa thành người dưng, và con người lãng quên đi vầng trăng. Anh lãng quên đi quá khứ, và có lẽ đó cũng chính là sự quay mặt đối với chính mình. Điều này thật đáng trách. Tuy nhiên, tình huống chuyện xuất hiện. Các em ạ, các em có nhớ khổ thơ nào nói đến tình huống chuyện không? Cô sẽ đọc cùng các em nhé. Thình lình đèn điện tắt, phòng uyên đinh tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Tình huống chuyện ở đây đã tạo nên một bước ngoặt cho sự thay đổi. Ánh điện mất, con người rơi vào phòng tối ngột ngạt, và như một phản xạ tự nhiên, anh tìm đến ánh sáng. Qua khung cửa sổ, vầng trăng tròn xuất hiện. Vầng trăng đã chiếu sáng tâm hồn con người và đưa con người trở về với thiên nhiên, trở về với quê hương, đất nước. Ngửa mặt lên nhìn mặt, chúng ta thấy rằng câu thơ rất là ngắn gọn, nhưng ở đây đã diễn tả một cuộc đối mặt giữa mặt người và mặt trăng. Hình như có bạn còn liên tưởng rằng sự đối mặt này là đối mặt giữa hiện tại với quá khứ, đối mặt giữa thủy chung, ân tình với sự bạc bẽo, lãng quên. Trong lần đối mặt ấy thì cảm xúc dưng dưng. Dưng dưng là bởi xúc động quá, dưng dưng là bởi lẽ ân hận và xót xa, và dưng dưng còn là day dứt và xấu hổ nữa các em ạ. Chính trong phút giây ấy thì bao kỷ niệm ùa về, như là đồng là bể, như là sông là rừng.
Những kỷ niệm ấy, có kỷ niệm gần, có kỷ niệm xa, có những kỷ niệm về tuổi thơ, về năm tháng chiến tranh, có những kỷ niệm mà con người không thể quên. Và khi đến với kỷ niệm, cũng có nghĩa là người lính đã trở về với chính mình. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình. Trăng tròn đầy, không thay đổi, mặc cho sự đổi thay của con người. Và trước ánh trăng tròn đầy ấy, thì người tự nhận thấy mình vô tình. Cái lặng im của trăng, ánh sáng dịu mát của trăng như thức tỉnh con người, để anh nhận ra mình vô tình, để giật mình mà thay đổi. Các em có thấy không? Đầu văn bản, tác giả đều sử dụng là trăng, là vầng trăng. Nhưng đến khổ thơ này, ánh trăng xuất hiện. Đó là một dụng ý nghệ thuật. Trăng bây giờ đã nâng lên từ hình ảnh thật mang ý nghĩa biểu tượng. Trăng trở thành một chứng nhân, chứng kiến cuộc đời, những mốc trong cuộc đời của con người. Nghiêm khắc nhắc nhở những lỗi lầm của con người, để rồi khi con người thức tỉnh, trăng cũng bao dung, rộng lượng, thứ tha. Với bài thơ này, các em ạ, Nguyễn Duy đã gửi gắm rất nhiều tâm sự của mình vào trong bài thơ. Nhưng cô nghĩ rằng những tâm sự ấy nó không chỉ dành cho Nguyễn Duy, mà nó còn dành cho bao thế hệ những người lính đã đi qua chiến tranh, và cho chúng ta hôm nay bài học về lối sống ân tình thủy chung, là lời gợi nhắc về đạo lý của dân tộc cần phải uống nước nhớ nguồn các em ạ. Nét đặc sắc về nghệ thuật cũng là điều mà cô muốn chia sẻ với các em tiếp theo. Bài thơ này nhỏ nhắn, xinh xinh nhưng mà hình thức hết sức độc đáo. Nếu các em để ý kỹ thì thấy khổ đầu tiên bao giờ câu thơ cũng được viết hoa, nhưng các câu thơ tiếp theo thì lại không được viết hoa các em nhỉ. Và cả bài thơ này chỉ có một dấu chấm ở cuối bài. Có lẽ Nguyễn Duy muốn câu chuyện của mình, mạch cảm xúc của mình nó luôn liền mạch các em ạ. Và trong bài thơ này không phải nói nhiều nữa, không phải bàn luận nhiều như nữa, các em cũng đều thấy rằng hình ảnh thơ chọn lọc giàu tính biểu cảm, biểu tượng là nét cần nhớ thứ hai trong nghệ thuật. Và nét nhớ thứ ba, chúng ta sẽ nhớ đến bài thơ có sự kết hợp của phương thức biểu cảm và tự sự, hay chính là sự kết hợp của chất trữ tình và chất triết lý. Vừa rồi cô và các em đã cùng hệ thống lại những kiến thức cơ bản của hai văn bản Đoàn Thuyền Đánh Cá và Ánh Trăng. Hy vọng rằng những kiến thức mà cô và các em cùng hệ thống, cùng ôn tập sẽ giúp cho các em làm tốt kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ và bài thơ. Và để củng cố cho hai văn bản này, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Ở đây cô có một bài tập đọc hiểu, và các em hãy cùng cô đọc bài tập đọc hiểu này nhé. Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi dưới đây. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm với gió khơi, đoàn thuyền đánh cá huy cận. Ở ý hỏi thứ nhất, hãy cho biết bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá được viết vào năm nào. Ở ý hỏi thứ hai, hãy xác định những hình ảnh thiên nhiên gợi vẽ nên cảnh biển khơi được nói đến trong đoạn thơ. Ý hỏi thứ ba, từ mặt trong từ mặt trời ở câu thơ thứ nhất được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển. Và ý hỏi thứ tư, nếu tác dụng của biện pháp tu từ nghệ thuật trong các câu thơ in đậm của khổ thơ trên. Với bài tập này, cô muốn các em chúng ta vừa củng cố kiến thức nhưng vừa ôn tập lại dạng bài đọc hiểu mà chúng ta hay xuất hiện trong các bài kiểm tra và chương trình ôn thi. Khi làm bài tập này thì các bạn thường hay mắc những lỗi sai về kiến thức, về trình bày và có sự nhầm lẫn nữa. Để có thể làm tốt bài đọc hiểu thì cô lưu ý các em
chúng ta phải có phương pháp, có kỹ năng làm bài. Trước hết, các em hãy đọc thật kỹ thông tin đã cho. Hãy xác định những từ khóa ở trong các câu hỏi và lưu ý cho cô đến dạng câu hỏi ngắn thì chúng ta cũng sẽ chỉ trả lời ngắn và rõ ý thôi nhé. Ở câu số 1, câu số 2, các em rất là dễ dàng xác định được kiến thức nếu chúng ta đọc kỹ. Ở trong câu hỏi số 3, có sự kết hợp của phần tiếng Việt để chúng ta xác định nghĩa của từ mặt. Và với phần này, các em hãy xác định nghĩa của từ trong câu thơ, sau đó đối chiếu với phần nghĩa mà các em biết, chúng ta sẽ xác định được nó là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, phải không nào? Còn câu thứ tư, chúng ta sẽ trả lời dài hơn là một đoạn văn các em nhé. Ở trong bài thơ này, người ta chỉ hỏi tác dụng của biện pháp tu từ. Nhưng các em nhớ là muốn nói được tác dụng thì các em cần phải nêu được biện pháp tu từ và những biểu hiện của nó trong tác phẩm. Ở phần này, cô lưu ý với các em là chúng ta phải sắp xếp ý hợp lý theo một trình tự hợp lý. Hãy bắt đầu từ việc chúng ta gọi tên biện pháp, nêu dấu hiệu, rồi nêu tác dụng gắn liền với diễn đạt, gắn liền với nội dung của khổ thơ các em khám phá. Thế là chúng ta có thể hoàn thiện bài tập này một cách dễ dàng rồi. Trong đề thi tuyển sinh vào 10, không chỉ có dạng bài tập đọc hiểu, còn thêm một dạng bài tập nữa, đó là tạo lập văn bản. Ở trong phần ôn tập này, cô sẽ không ra bài tập 5 điểm nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ bởi các em chưa được học lý thuyết. Cô sẽ hướng tới nghị luận khi tạo lập về một đoạn văn. Và với bài tập này, các em hãy cùng cô đọc kỹ bài tập nhé. Hãy viết đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu bàn về trách nhiệm của thế hệ trẻ với việc giữ gìn, bảo vệ biển đảo quê hương. Đoạn văn có sử dụng ít nhất một thành phần khởi ngữ. Với đoạn văn này, nhiều bạn nói với cô là cũng không khó cô ạ, nhưng mà sao em lại hay bị mất điểm thế? Cô biết rồi đấy. Chắc chắn là các em khi làm bài tập này, chúng ta đã không đọc kỹ đề. Vậy thì với bài tập này, chúng ta cần phải chú ý cái gì? Thứ nhất, những yêu cầu của bài tập. Người ta yêu cầu chúng ta chỉ viết đoạn văn thôi và hình thức của đoạn văn phải là diễn dịch. Có nghĩa là đoạn văn này có câu chủ đề và đứng ở đầu đoạn. Người ta cũng quy định với chúng ta dung lượng của đoạn văn khoảng 10 câu. Có nghĩa là các em có thể viết trên dưới 10 câu một chút nhưng đừng quá dài. Và nội dung chính trong phần người ta cần bàn luận ở đây đó là trách nhiệm của thế hệ trẻ với việc giữ gìn, bảo vệ biển đảo quê hương. Trong phần này còn lồng ghép thêm một nội dung nữa về tiếng Việt. Đó là chúng ta sẽ sử dụng ít nhất một thành phần khởi ngữ. Sau đó chúng ta phải gạch chân dưới thành phần này. Ở bài tập này, khi phân tích đến đây các em sẽ thấy ồ, dễ nhưng có rất nhiều yêu cầu. Và các em nhớ phải đáp ứng hết tất cả những yêu cầu của người ra đề thì chúng ta mới có thể cải thiện được điểm số của mình nhé. Trước hết, cô sẽ hướng dẫn các em, chúng ta hãy bắt đầu việc bài văn này với việc xây dựng câu chủ đề. Và trong câu chủ đề chắc chắn là phải có một ý bàn về trách nhiệm của thế hệ trẻ với việc giữ gìn biển đảo quê hương. Sau đó, các em sẽ phát triển nội dung của đoạn văn nghị luận xã hội bằng cách việc chúng ta lý giải tại sao thế hệ trẻ phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn biển đảo quê hương. Sau khi lý giải xong thì các em hãy đưa ra những nhận thức trong hành động và nhận thức trong hành động của mình nhé. Và nếu như trong đoạn văn ấy mà không có dẫn chứng thì cũng là một thiếu sót đấy các em ạ. Với những gợi ý vừa rồi, cô hy vọng rằng hai bài tập sẽ không còn quá khó với các em nữa và cũng giúp cho các em có thêm kỹ năng để chúng ta làm hai dạng bài tập đọc hiểu và tạo lập văn bản. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Thân mến, chào tạm biệt các em.